Quý vị hãy thưởng thức một giọng ca nam rất đặc biệt ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón Vũ Trà. Vâng, lời đầu tiên cho phép Vũ Trà xin được gửi đến cho toàn thể quý vị đang còn hiện diện ở đây lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và lời chúc mừng năm mới. Một lời chào trân trọng nhất ạ. Thì Vũ Trà cũng xin gửi đến một không khí nó có chút xíu đó dễ thương, một không khí mùa xuân, một sáng tác rất là tuyệt vời của nhạc sĩ Đức Trí. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Nắng Có Còn Xuân. Và bài hát này mà Vũ sẽ hát với band Việt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.